Có âm thanh rồi đúng không? Ok, xin chào các bạn. Nào, các bạn đã tham gia livestream rồi thì say hi cô giáo xem nào. Chúng ta đã nghe rõ cô chưa nhỉ? Chưa thấy rồi lên livestream, lên live ở trên page là sao nhỉ? Hello, các bạn đã có mặt ở đây chưa? Rồi, hôm nay thì cô Ngọc sẽ ra mắt cuốn sách bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh nhá. Các bạn nào đã tham gia live rồi thì chúng ta say hi một cái nhá. Rồi, ok, cô giáo xin chào Phạm Ngọc, cô giáo xin chào Thùy Nguyễn. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Rồi, xin chào Nguyệt Ánh, ok. Rồi, xin chào Khánh An. Xin chào Nguyễn Tâm, rồi, xin chào Hoàng Bát. Nào, chúng ta bắt đầu vào livestream ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì cô giáo sẽ giới thiệu các bạn một cuốn bộ đề dành cho năm 2022, đúng không? Đây là cái giai đoạn luyện đề đầu tiên trước khi mà các bạn sẽ có đề thi chính thức của bộ đề minh họa. Thì chúng ta sẽ có giai đoạn luyện đề lần 1. Đấy, được chưa? Và hôm nay thì cô giáo sẽ giới thiệu các bạn tới các bạn, đó là cuốn bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh. Với cuốn này thì tất cả các bạn 2K4 chúng ta đều có thể gì sở hữu và đều có thể bắt tay ngay vào luyện đề, được chưa? Rồi, cô giáo xin chào Phương Mai, cô giáo xin chào bạn Ánh Hồng, xin chào bạn Vương Phạm. Đấy, được chưa? Thì cuốn sách này sẽ là cái cuốn sách mà cô giáo hướng dẫn có đáp án chi tiết đầy đủ ấy. Bây giờ các bạn đợi một chút nhá. Các bạn bắt đầu vào live thì cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cái cuốn sách này. Trong cái cuốn sách này của chúng ta thì có toàn bộ đề này, đáp án chi tiết này và bảng tổng hợp từ vựng. Đấy, cấu trúc, được chưa? Rồi, cô giáo xin chào bạn Quỳnh Trần. Quả đèn đằng sau xịn sò quá cô ơi. Nhận ra rồi đúng không? Ok, làm cho giống giống TikTok. Rồi, cô giáo xin chào bạn Vũ Vân Anh. Rồi, ok. Đấy, thì đề ngày hôm nay bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta. Và hôm nay thì cô giáo cũng sẽ lấy một đề trong cuốn bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh này để livestream chữa cho các bạn nhá. Đấy, đây là cuốn sách mà các bạn sẽ sở hữu để chúng ta luyện đề giai đoạn 1 này. Bây giờ thì đã là tháng 12 rồi, sau khi mà chúng ta đã tổng hợp kiến thức trong cái giai đoạn trước, đúng không? Xây dựng nền tảng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào luyện đề. Và khi mà chúng ta luyện đề thì ở đây có đáp án chi tiết, các bạn có thể kiểm tra xem câu đúng câu sai này. Và chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta có cả bảng tổng hợp chi tiết nữa, đúng không ạ? Tổng hợp từ vựng và cấu trúc. Rồi, bạn Thịnh bảo là em 2K6 có mua được không cô? Mua thì mua được, bạn muốn luyện từ bây giờ cũng không cấm gì mà để chúng ta luyện đề cả. Tuy nhiên thì chúng ta đây là cái cuốn sách mà đặc biệt dành cho anh chị 2K4, được chưa? Bạn Ngọc Anh có hỏi là hộp đề thì sao em bật thì lại không có ai gọi. Ngọc Anh ở trong lớp live VIP đúng không? Nếu như mà Ngọc Anh đã đặt mà chưa có ai gọi thì con inbox cho cô nhé. Để lát nữa cô sẽ tạo nhóm với lại chị Thảo phòng sách để xem là mình đã lên đơn sách chưa, đúng không? Thì đây là cái cuốn sách mà tất cả các bạn 2K4 chúng ta đều có thể sở hữu, chứ không chỉ là những bạn lớp live VIP, được chưa? Cuốn này là cuốn mà để cho chúng ta làm quen với đề thi Trung học phổ thông quốc gia này, mài giũa kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, ôn luyện kiến thức và củng cố thêm từ vựng. Đó, cuốn sách thì được chọn lọc những cái đề hay gặp nhất, giúp các em cọ sát với đề thi và đánh giá đúng năng lực của mình để tăng tốc và bứt phá, và có kèm lời giải chi tiết cực dễ hiểu. Ở đây lời giải chi tiết của cô thì các bạn sẽ thấy là nó có kèm cả phần dịch, cả bài đọc nữa nhá các bạn nhá. Rồi, cô ơi, phải mua một bộ và một cuốn ạ. Phải mua một bộ là một cuốn là sao Vũ Tuấn Anh? Nếu mà các con đã có là trong lớp live VIP và đã có cuốn hộp đề rồi, đã đặt cuốn hộp đề rồi thì chúng ta không cần phải mua cuốn bộ 35 đề này nữa. Đây là cuốn dành cho tất cả các bạn ở bên ngoài lớp live VIP chúng ta mua để chúng ta luyện đề nhá. Còn với những bạn nào đã trong lớp live VIP của cô Ngọc rồi thì các con đã có cái cuốn bí kíp luyện đề, cái hộp đề 5 quyển ấy, là đã gì nhỉ? Đủ những cái tài liệu mà cô giáo sẽ like trong khóa thì cô giáo sẽ like cái cuốn hộp đề đấy này, cộng với là những đề mà cô giáo cập nhật theo thời gian thực nữa, đúng không? Ví dụ đề trường chuyên, lớp chọn, nếu khi mà gì có đề hay đề các sở thì khi có đề thì cô giáo sẽ cập nhật vào livestream cho chúng ta nhá, được chưa? Rồi, ok. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta thử xem này, cái cuốn này của chúng ta thì sẽ như sau nhá các bạn. Đầu tiên ý là các bạn sẽ nhìn thấy cô giáo là ở đây chúng ta có phần 1 ý là phần ôn tập học kỳ 1. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là sách sẽ có gì nhỉ? Phần mục lục rất là rõ ràng. Ví dụ như là đề thi, ví dụ chúng khi chúng ta làm đề, chúng ta bắt đầu làm đề thì chúng ta chỉ mở cái phần đề thi ra để chúng ta làm thôi. Làm xong thì các con mới đọc cái đáp án. Và đáp án của chúng ta thì nó sẽ có hai phần, đúng không? Đây, ví dụ như đây là đáp án của một đề chẳng hạn, đúng chưa? Chúng ta sẽ có kiến thức ở phần nào là đọc hiểu này, giải thích này, đúng không ạ? Thông tin nằm ở trong phần nào này, đúng không? Để trả lời được câu đọc hiểu này, đây là phần rất là quan trọng. Rồi là tạm dịch của cái câu đấy, đúng chưa? Đấy, cô giáo thử mở ra một cái đáp án chi tiết của một đề các bạn nhé. Đây, ví dụ các bạn nhìn thấy này,
ở trong cái phần 1 là phần bộ đề ôn thi học kỳ 1 thì các con sẽ thấy là ở bên cạnh nó phần đề thi nó sẽ có luôn cái phần hướng dẫn giải chi tiết 5 trang nào. Sau khi chúng ta làm xong cái đề đấy thì chúng ta mới mở toàn, làm xong hết toàn bộ đề thì chúng ta mới mở đáp án ra, đúng không? Đó, chúng ta mở đáp án để chúng ta sẽ đọ cả đề, chứ các bạn đừng mở đọ từng câu một nhá. Chúng ta mở làm thì làm cả đề luôn và xét thời gian trong vòng 1 tiếng, được chưa? Thế là nhìn này, ở đây thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất ý, đó chính là cái phần đáp, phần đề, đúng không? À, sorry, phần đáp án theo bảng để chúng ta check nhanh xem là được bao nhiêu điểm. À, khi mà chúng ta làm xong đề thì các bạn ghi rõ một cháu này, ở cái đây là cái số điểm của chúng ta, đúng không? Được bao nhiêu thì chúng ta ghi rõ lên đây, tổng trên 10 ấy. Sau đó đằng sau của chúng ta thì nó sẽ có phần hướng dẫn giải chi tiết, đúng không? Thì phần hướng dẫn giải chi tiết này thì khi mà chúng ta đọ đáp án này này, thì cái câu nào mà sai, ví dụ như câu 21 là ở đây người ta chọn đáp án D mà mình chọn đáp án B là bị sai, đúng không? Thì chúng ta bắt đầu mở cái câu 21 phần đáp án chi tiết ra. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ thử xem là tại sao câu này lại sai. Ví dụ ở đây các bạn thấy đây là một cái câu gì? À, một câu hỏi về từ vựng chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ thấy là mình sai câu hỏi từ vựng, thế mình phải nốt lại ngay và lấy một cái bút nhớ ấy, ghi chép lại, à gì nhỉ? À, in đậm nó lên, được chưa? Phần này thì sẽ câu nào chúng ta cũng sẽ có phần gì nhỉ? Giải thích kiến thức nằm ở phần nào này, rồi là gì? Đưa ra đáp án của từng câu này, à, đưa ra cái nghĩa của từng đáp án một này và có phần tạm dịch, đúng chưa? Đó, thì đây sẽ là phần gì? Phần đáp án. Tiếp theo ấy, cái cuốn sách của chúng ta ấy, thì là cuốn phần tiếp theo của chúng ta thì chắc chắn là phần mà rất rất nhiều bạn cần rồi, bởi vì rất là nhiều bạn thì là không biết là tổng hợp từ vựng ở đâu để mà học, đúng không? Trọng tâm để thi. Thì ở trên đây nhìn cô giáo là cái phần này, chúng ta có phần số 3 ấy, ở đây cô giáo có phần tổng hợp kiến thức trọng tâm này. Ví dụ ở đây cô giáo có phần tổng hợp kiến thức trọng tâm của bộ đề thi dự đoán mới, bộ đề dự đoán, đúng không? Thì đây các bạn nhìn này, ở sau mỗi một đề chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một cái phần là phần tổng hợp kiến thức. Sách dày quá, đâm ra là cô giáo gấp rất khó. Đây này, phần tổng hợp kiến thức. Thì trong cái phần tổng hợp kiến thức này của chúng ta ấy, thì các bạn thấy này, chúng ta có gì? À, đầu tiên ý, là bảng tổng hợp từ vựng. Ví dụ này, cô giáo sẽ đánh số ra cho các bạn, đúng không? Có bao nhiêu từ vựng này, đấy, tổng hợp này. Rồi chúng ta đưa ra từ vựng của mỗi một gì nhỉ? Của mỗi một đề này. Bên cạnh đó sẽ là phần phiên âm, bên cạnh sẽ là từ loại này. Sau đó đến cột phiên âm này và cột nghĩa, đúng không? Đây sẽ là một cái bảng đầu tiên. Tiếp theo thì chúng ta thấy là sau cái bảng từ vựng thì chúng ta có bảng thứ hai sau mỗi một đề. Đó chính là bảng gì đây ạ? Đó chính là bảng cấu trúc cụm từ. Thì cái bảng cấu trúc cụm từ này của chúng ta cũng là phần rất quan trọng, bởi vì tiếng Anh không phải học theo từ riêng lẻ. Một là chúng ta học là học từ vựng, có học riêng lẻ từng từ, đúng không? Hai là chúng ta thấy có những từ nó hay đi với nhau, đó là collocations, các cái cụm từ cố định, thì bắt buộc chúng ta phải học theo cụm từ cấu trúc đấy. Cho nên là cái bảng thứ hai mà đổi mới hơn so với cái sách của năm ngoái là cô giáo có bảng từ vựng riêng này, bảng cấu trúc từ vựng riêng, đúng không ạ? Đấy, thì sau mỗi một đề chúng ta đều có cái phần này. Và tổng cộng nhá, cả phần sách giấy này mà chúng ta nhận được và phần ebook, tức là phần mà chúng ta quét mã QR để nhận ấy, thì tổng cộng của chúng ta là 670 trang và chúng ta có 35 đề, đúng không ạ? Hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt sách thì cô Ngọc sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ có cái ưu đãi sách. Và các bạn nhìn cô giáo này, ở trên cái phần gì ạ? Trên cái phần ghi bình luận ấy, cô giáo đã ghi cho cô chúng ta cái phần đặt sách theo link. Thì đây là cái phần đặt sách trong ngày ra mắt thì các bạn sẽ được giảm ưu đãi từ 25 đến 50% cơ. Sau giá sách này thì em Class đã ghi rất rõ cái giá sách của chúng ta rồi. Cái giá sách của chúng ta là 200.000, đúng không ạ? Tuy nhiên hôm nay là ngày ra mắt thì các bạn 2K4 chúng ta có thể đặt sách với giá từ 100.000 đến 150.000. Các bạn cứ tưởng tượng là chúng ta đã có hết toàn bộ chỉ với 100 đến 150.000. Thì các bạn có một cuốn sách mà có đầy đủ đáp đủ đề để chúng ta luyện này, cho đến khi mà có đề minh họa nhá. Rồi có đáp án chi tiết này và có bảng tổng hợp từ vựng. Đấy, cô nghĩ là với một cái mức hà phí là 100 đến 150.000 để các bạn bỏ ra và có cuốn sách để các có thể tự học tự luyện ở nhà ấy và tự check đáp án như thế này, có cả từ vựng tổng hợp, thì đây là một cái chi phí mà 2K4 hoàn toàn có thể bỏ ra để mà luyện đề, đúng không? Coi như là luyện đề xuyên Noel xuyên Tết luôn với quyển 35 đề này. Đấy. Thì đây các bạn nhìn thấy này, chúng ta có cái chữ đặt mua ngay. Đây có bảng đọc thử ở đây. Hôm nay thì các bạn không cần phải đọc thử bởi vì cô Ngọc sẽ like luôn một đề trong cuốn bộ 35 đề này cho các bạn xem, được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào nút đặt mua ngay nhá, bạn ấn vào nút đặt mua ngay. Thì ở đây các con sẽ gì ạ? Sẽ điền cái thông tin để cho cái anh shipper anh ấy sẽ gì ạ? Có thể liên lạc với chúng ta nhá. Chú ý là đúng chính xác địa chỉ nhà với cả gì? Số điện thoại là quan trọng nhất. Đấy. Ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ có mức ưu đãi riêng ngày ra mắt nhé. Thì chúng ta có 3 ngày ra mắt, được chưa? Thì nếu mà các con mua một quyển thì giá của chúng ta sẽ được giảm 25%, là còn 150.000 một quyển. Đấy, mua từ 3 quyển thì sẽ là 120.000.
và mua 5 quyển trở lên. Đấy, những bạn trong lớp mà chúng ta mua cùng nhau, đặt cùng nhau cho nó đỡ phí shipping, và chúng ta còn được giảm cái ưu đãi về mức giá, thì chúng ta sẽ chỉ còn có 100.000 một cuốn. Và cái cuốn sách này tổng cộng tất cả trang cộng lại ấy, cả ebook nữa là 670 trang đấy các bạn ạ. Đấy, còn về phí ship thì nó sẽ gì nhỉ? À, nó sẽ là phí dao động từ 30 thôi, toàn quốc, được chưa ạ? Đấy, nhá. Rồi, ở mỗi một sách ý, khi mà các con đặt thì chúng ta sẽ được tặng kèm voucher 100k, được chưa ạ? Và cái voucher này của chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta đặt khóa học chẳng hạn, được chưa nào? Đấy, ví dụ sau này mà khóa thực chiến chúng ta muốn mua này, hoặc là khóa Liger, đúng không? Lite chúng ta muốn mua thì chúng ta cũng sẽ được giảm ngay, được chưa ạ? Đấy, thì đây sẽ là cái phần link mà đăng ký cái bộ thần tốc luyện đề năm nay của 2022. Nhớ cho cô nhá, đó là đây là cái giai đoạn vàng để cho chúng ta bắt đầu luyện đề. Đấy, chúng ta không phải ngồi đợi đến khi mà có đề minh họa chúng ta bắt đầu mới luyện đâu. Đến lúc đấy thì các bạn 2K4 khác mà đối thủ của chúng ta ấy, thì họ đã đi quá xa so với chúng ta rồi. Đó, ok. Rồi khi nào thì chúng ta bước vào luyện đề vậy cô? Minh Anh trong lớp Lite à? Nếu như bạn ở trong lớp Lite thì tuần sau cô giáo bắt đầu luyện đề. Còn khi mà các bạn ở ngoài thì các bạn khi bạn đặt sách thì từ 5 đến 7 ngày có sách thì chúng ta sẽ bắt đầu vào luyện đề luôn. Mỗi ngày các bạn có thể bỏ một tuần các bạn có thể luyện 3 đề, bởi vì là như thế này, ví dụ hôm nay chúng ta luyện đề thì ngày mai chúng ta sẽ phải gì nhỉ? Xem lại những cái câu sai này, rồi chúng ta học từ vựng này. Đấy, nên là một tuần cô giáo khuyến khích là các bạn có thể luyện 3 đề nhá. Bởi vì ngoài môn Anh thì chúng mình còn phải để thời gian để học các cái môn khác, ví dụ hai môn khác trong cái khối thi của mình, đúng không? Rồi, thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thử xem là cái đề ngày hôm nay cô giáo chọn. Ở đây là mục lục thứ hai. Trong quyển đề này thì nó sẽ có 3 đầu. Nó có 3 đầu mục. Thứ nhất đó là bộ đề ôn tập học kỳ 1 cho chúng ta này. Thứ hai đó là bộ đề ôn luyện đề thi trung học thông quốc gia nắm vững 8 cộng ở mức độ cơ bản đã. Và thứ ba đó là bộ đề gì nhỉ? Những cái đề dự đoán mà cô giáo xây dựng dựa trên những cái đề của các thi thật các năm để mình đoán dự đoán cái xu hướng ra đề của năm nay, được chưa? Thế bây giờ thì cô giáo sẽ thử chọn cái đề nắm chắc 8 cộng nhé. Ở đây cô giáo sẽ chọn đề số 1, phần nắm chắc 8 cộng, tức là nó là nằm ở trang 44 đúng không? Thì chúng ta mở trang 44 ra, đây. Trang 44 của chúng ta đó chính là phần bộ đề chuẩn cấu trúc 8 cộng. Đấy. Thế bây giờ khi mà chúng ta bắt đầu luyện đề thì chúng ta sẽ để thời gian trong vòng khoảng từ 55 phút, bởi vì chúng ta để 5 phút có thể là gì ạ? Và phòng thi nó còn bị tâm lý nữa. Rồi là chúng ta để thời gian là check bài, đúng không? Soát lại thêm một lần. Nên là chúng ta để thời gian một đề có thể để là khoảng tầm 55 phút chẳng hạn, đúng không ạ? Thế bây giờ chú anh nhìn này, ở đây là cái đề nằm trong phần bạn Cookie Sana bảo lớp Lite để có cần mua sách không? Thực ra Lite thì toàn bộ cái 35 đề này cô Ngọc đã gì nhỉ? Tổng hợp vào trong hộp đề rồi. Nên nếu như mà trong lớp Lite của cô Ngọc mà các bạn đã mua hộp đề nhá, đúng không? Hộp đề thì các con thấy là chúng ta đã đầy đủ toàn bộ tất cả các đề mà cô giáo sẽ chữa like trong lớp Lite này, cộng thêm những cái đề mà ví dụ như là đề thi của năm nay mà cập nhật theo thời gian thực ấy, thì cô giáo sẽ cập nhật vào cho lớp mình. Thì những cái đề mà cập nhật theo thời gian thực thì chúng ta phải chúng đi in ra thôi, đúng không? Đấy, thế còn 35 đề trong cái quyển này thì đã có ở trong hộp đề Lite rồi. Nên với những bạn nào mà chúng ta đã có hộp đề thì chúng ta không cần phải mua quyển 35 đề tuyệt đỉnh này nữa, được chưa? Đấy, mà quyển này dành cho những bạn nào mà chúng ta không đăng ký khóa học ấy, mà chúng ta tự luyện. Bởi vì là cuốn này cô Ngọc nhá, là cô Ngọc sẽ không livestream toàn bộ 35 đề tuyệt đỉnh ở đâu, vì sách này đã có đáp án chi tiết và sách này cũng đã có bảng tổng hợp từ vựng rồi. Đấy. Toàn bộ thời gian live là cô giáo sẽ dành cho lớp live VIP. Đấy, có thể là cô giáo sẽ nhặt ra một số những cái đề, chọn một số đề ở trong cuốn 35 đề tuyệt đỉnh này tiêu biểu để cô giáo sẽ luyện cho các bạn. Đấy, để cô giáo sẽ chữa live. Thế còn là ở đây có cả dịch bài đọc rồi, cho nên với những bạn nào mà chúng ta có xu hướng là muốn có thể mua về để tự học thêm ý, thì chúng ta có thể mua cái cuốn 35 luyện đề này, được chưa? Rồi, thế bây giờ chú anh nhiều giáo xem cái đề này thì đây là một đề ở trong phần nắm chắc 8 cộng, đúng không? Thì chú anh thử xem là đề này thì chúng ta sẽ làm được bao nhiêu điểm nhá. Với phần like chữa trên page thì cô giáo sẽ chữa toàn bộ tất cả các phần ngữ pháp này, các cái dạng bài mà ngoại trừ cái phần gì đọc điền và đọc hiểu. Bởi vì thực tế là đọc điền đọc hiểu trong cái cuốn này ý, thì cô Ngọc đều có phần tạm dịch cho các bạn rồi, được chưa? Nên chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu, được chưa? Rồi bây giờ thì cô giáo sẽ tắt cái phần camera của cô giáo góc bên phải đi để chúng ta nhìn đề cho nó to và rõ nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cô giáo này, câu hỏi số 1. Nào, câu hỏi số 1 ở đây thì chúng ta sẽ chọn cô giáo đáp án là gì? Rất dễ đúng không? Ở đây thì nó là cái phần gì nhỉ? À, đây là cái phần phát âm. Và hai câu phát âm thì bao giờ cũng sẽ là hai cái câu mà ăn điểm ở trong đề. Đầu tiên này, các bạn nhìn cô giáo đây. Nào,
Ở đây chúng ta có gì? À, chúng ta có gạch chân, cái nguyên âm A của mỗi một từ, đúng không? Đầu tiên ở đáp án A, chúng ta có cái danh từ gì nhỉ? Background, đúng không ạ? Background thì chúng ta có ngay được phiên âm ở đây, nó chính là âm E bè, đấy ạ. Ở đáp án B thì chúng ta có từ blame, động từ này nó có nghĩa là gì? Đổ lỗi cho ai, đúng không? Rồi, chúng ta có đáp án ở đây sẽ là nguyên âm gì? Nguyên âm A, được chưa? Tiếp theo ở đáp án C thì chúng ta có cho cô giáo đó là gì nhỉ? Từ delay, đây là động từ có nghĩa là trì hoãn. Chúng ta có delay tức là âm A. Và đáp án D thì chúng ta có từ layout và ở đây chúng ta cũng có âm A. Suy ra thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, background, đúng không ạ? Rồi, lúc nãy thì cô giáo có hướng dẫn các bạn là các bạn nên mua một cái gọi là một cái bút đánh dấu ấy, để cho khi mà chúng ta làm đề tự học ở nhà ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ gì nhỉ? In đậm cái đáp án đấy lên để mỗi khi mà chúng ta mở đề ra để chúng ta xem lại thì chúng ta có thể nhìn ngay được những cái phần trọng tâm ở trong đề, đúng chưa? Nào, câu hỏi số 2 cho cô giáo đây. Câu hỏi số 2 ở đây thì các bạn nhìn thấy ở đây người ta gạch chân đuôi ED. Thì đây chính là gì nhỉ? Phần mà cũng rất dễ trong đề, phần chống liệt ấy. Với đuôi ED thì chúng ta có 3 cách phát âm, đúng không? Theo quy tắc. Cách phát âm thứ nhất thì chúng ta phát âm là T. Và đây chính là ở đáp án đây này, chopper, đúng không? Ở đáp án B chúng ta có từ visited. Visited thì đây chúng ta có âm gì? Âm it, đúng không? Ở đáp án C thì chúng ta có từ gì? Phá hủy, demolished. Demolished, âm T. Và đáp án D thì chúng ta có từ tăng lên, mình sẽ đọc là gì? Increased. Như vậy thì suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B, đó là visited, được chưa? Rồi, tiếp theo, chuyển ông Ngọc câu hỏi số 3. Câu số 3 ở đây đó là câu hỏi về trọng âm này. Đầu tiên chúng ta có danh từ là virus, đúng không? Virus thì trọng âm sẽ giống tiếp thứ nhất. Từ này ai cũng biết là danh từ này. Danh từ thì theo quy tắc trọng âm thường giống tiếp thứ nhất, đúng không? Virus. Tiếp theo ở đáp án B thì chúng ta sẽ có từ đặc điểm, đúng không? Mình có từ feature. Như vậy trọng âm của chúng ta cũng giống tiếp thứ nhất, cũng là danh từ này. Ở đáp án C thì chúng ta có từ gì nhỉ? Từ này vừa là động từ, đúng không? Vừa là tính từ, có nghĩa là phát ra âm thanh, đúng không? Bày tỏ, chúng ta đọc là gì? Alter. Như vậy chúng ta có trọng âm ấy, trọng âm 1 này. Và cuối cùng ở đáp án D thì chúng ta có từ gì? Surprise, đúng không? Trọng âm của từ này sẽ rơi vào âm tiết thứ 2. Như vậy thì chúng ta có 1, 1, 1, 2. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D, đúng không? Surprise. Tiếp theo câu hỏi số 4. Với câu số 4 thì chúng ta nhìn này. Đầu tiên chúng ta có gì? Danh từ. Và nó lại là kết thúc bởi đuôi X này này. Thì theo quy tắc chúng ta sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước cái đuôi X. Vậy chúng ta có pandemic. Pandemic thì chúng ta sẽ có trọng âm rơi âm tiết thứ 2, pandemic. Ở đáp án B chúng ta có từ technology. Technology thì đây là danh từ trọng âm rơi âm tiết thứ mấy? Thứ 2, đúng không? Ở đáp án C chúng ta sẽ có từ effectiveness, danh từ sự hiệu quả, chúng ta có trọng âm 2. Và cuối cùng ở đáp án D. Ở đáp án D thì từ này chúng ta là gì? Integrate. Integrate thì trọng âm của chúng ta sẽ rơi âm tiết thứ nhất và là động từ. Như vậy thì chúng ta có 2221, đáp án chính xác của chúng ta cũng sẽ là đáp án D, đúng không? Đấy, như vậy là với cái đề thi số 1 ở trong cái phần bộ đề nắm chắc 8 cộng ở một cái mức độ. Đầu tiên là chúng ta thấy là mức độ khá đơn giản, khá dễ, đúng không? Thế cho thấy là tất cả các bạn đều đúng 4 trên 4 phần phát âm trọng âm rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo đến dạng bài thứ 3. Dạng bài thứ 3 đó là 15 câu từ vựng ngữ pháp của đề này. Đây, với phần này thì những bạn nào muốn ăn chắc 8 cộng là chúng ta phải đúng từ 12 câu trở lên nhá. Nào bây giờ cho anh nhìn cô giáo câu hỏi số 10, à câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 của chúng ta đây là phần kiến thức về câu hỏi đuôi. Đấy, khi mà chúng ta làm bài ấy, chúng ta đừng có mở check đáp án từng câu một nhé. Làm hết cả một đề xong vòng một tiếng đi. Sau đó thì chúng ta gì mới check đáp án. Và khi mà chúng ta mở ra đáp án để xem ấy, thì chúng ta phải nhìn kỹ xem phần kiến thức của câu đấy sai thì nó nằm trong phần kiến thức nào. Để chúng ta xem lại lý thuyết của phần kiến thức đấy. Đó. Rồi chúng ta bắt đầu là xem cả phần tạm dịch. Bởi vì khi mà chúng ta nhớ câu và biết dịch sang câu sang tiếng Việt thì chúng ta sẽ nhớ kiến thức lâu hơn. Nào bây giờ cho anh nhìn vào câu số 5. You have never been to. Thì ở trong cái câu này chúng ta có phần trần thuật ý, nó có chứa từ never. Khi mà chứa từ never thì phần trần thuật này nó sẽ mang ý gì? Mang ý phủ định, đúng không? Mang ý phủ định ý, thì cái phần đuôi của chúng ta nó sẽ phải ngược lại, đó là mang ý khẳng định, đúng chưa? Vậy mang ý khẳng định thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta có gì? Loại được đáp án ngay. Bởi vì ở đây chúng ta có đáp án C thì nó lại là haven't you. Đấy, nó lại là phủ định. Ở đáp án A, B, D thì chúng ta sẽ dựa vào thì. Trong câu này người ta đang sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong phần vế trần thuật. Cho nên phần đuôi của chúng ta cũng phải sử dụng cái gì nhỉ? À, chúng ta phải sử dụng have hoặc là has cơ. Với cái chủ ngữ của chúng ta đại từ là you thì chúng ta phải sử dụng là have. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Đấy, không thể là B với D được. B của chúng ta là had, đó là thì quá khứ hoàn thành, đúng không? Thế còn D của chúng ta là been thì nó không là cái thì gì cả. Đó, ở đây là thì quá khứ hoàn thành chứ không phải quá khứ đơn nhá. Bởi vì nếu mà quá khứ đơn ý, với động từ thường thì người ta phải sử dụng trợ động từ là đứt ở trong cái vế đuôi của mình, đúng chưa?
Tiếp theo, chủ nhiệm Ngọc có hỏi số 6. Why don't you have the documents... instead of rewriting them? Nào, bây giờ chúng ta luyện đề để chúng ta biết được là chúng ta đang hổng kiến thức ở cái phần chuyên đề nào. Đấy. Nào, câu hỏi số 6 thì chọn đáp án gì? Ở đây thì các bạn thấy ngay được kiến thức của chúng ta đó chính là ở cái thể truyền khiến, đúng không? Thể truyền khiến chúng ta có một cái cấu trúc đó là have này, something done, hay là have something cộng với P2 của động từ. Đấy, có cái gì được thực hiện bởi ai? Câu này mình sẽ dịch là tại sao ấy cậu lại không gì, cậu không đi photo tài liệu thay vì việc mà cậu lại phải viết lại chúng. Thì trong câu này chúng ta có have ở đây này, something đó chính là the documents, đúng không? P2 của động từ photocopy của chúng ta ở đây. Đấy, thì nó sẽ phải thêm gì? Thêm ed và đổi y dài thành y ngắn. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án C, đúng không ạ? Rồi, cô giáo nhìn thấy Nguyễn Cường đúng ngay. Tiếp theo câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 thì là một câu khó khó hơn một tí, bởi vì nó là gì đây? Cả một cụm từ cố định, đúng không? Many species of plants and animals are... Rất là nhiều giống loài thực vật này và động vật thì đang có làm sao đấy. Ở đây chúng ta có cái từ gì ạ? Extinction. Extinction thì nó có nghĩa là gì? Tuyệt chủng. Vậy ở đây thì chúng ta dịch cả cái cụm này là có nguy cơ tuyệt chủng hoặc là trên đà tuyệt chủng ấy. Và chúng ta có ngay đáp án chính xác đó sẽ là gì? On the brink of gì nhỉ? Something, đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô giáo đáp án là A. Đấy. On the brink of something nhá. Ở câu này thì sẽ nhiều bạn, chắc chắn nhiều bạn sẽ bị nhầm sang đáp án là B. Nhưng B thì nó không đi với brink đâu. Đấy. Cô giáo đang nhìn thấy có bạn chọn 7B như bạn Cookie Sana này. Đấy. Khi mà chọn 7B nhá là bị nhầm sang một cụm khác, cũng có nghĩa là trên đà tuyệt chủng, nhưng mà nó không phải là the brink of something nha. On the brink of something. Đấy. Tiếp theo, chủ nhiệm Ngọc có số 8. Câu số 8 ở đây thì chúng ta nhìn là phần gì? So sánh càng càng. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021 ý, của các anh chị 2K3 là có một câu so sánh càng càng đây này. Khi mà chúng ta làm cái so sánh càng càng thì cả hai vế này của chúng ta đều phải có the, đúng không? Ở bên này của chúng ta là có the more knowledge you get, có nghĩa là gì? Bạn càng học nhiều thì bạn càng biết nhiều. Thì chỗ này các bạn thấy là bạn càng học nhiều, đúng không? Chúng ta phải sử dụng so sánh hơn. So sánh hơn thì không thể nào sử dụng the most được. Đó. Tiếp theo ở đáp án A thì the less. Less thì có nghĩa là học ít à? Bạn càng học ít thì càng biết nhiều à? Ở đáp án B là the more you study, còn đáp án D là the more and more study. Ở hai đáp án này này cũng nhiều bạn là nếu như học không chắc phần so sánh cũng nhầm này. Nếu mà đã dùng more and more ấy, đúng không? Thì chỗ này nó không thể sử dụng the more and more được. Đấy, mà chúng ta chỉ có the more you study thôi. Đúng không ạ? So sánh hơn của much đó là more. The more you study là bạn học càng nhiều. Còn nếu mà chúng ta sử dụng so sánh hơn của từ little ấy, thì nó sẽ là less. Là the less you study là bạn học càng ít. Nhưng với câu này thì nghĩa phải là học càng nhiều thì mới càng biết được, đúng không ạ? Rồi, cái quyển sách này dày quá, cô giáo gấp không nổi để mà làm nữa, bởi vì là line nó có mấy cái thiết bị ở trên mặt bàn. Tiếp theo, chủ trung học có số 9. Câu số 9 này của chúng ta là một câu về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, đúng không? I will have a worker at this school for 30 years. Thì với cái câu số 9 này, các bạn thấy này, mình dịch là gì? Đến khi mà tôi 55 tuổi thì tôi sẽ làm việc tại ngôi trường này được 30 năm rồi. Ở đây chúng ta xét cái sự phối thì nữa. Ở đây các bạn thấy này, will have a worker, nó là thì tương lai hoàn thành, đúng không? Vậy mình nhìn đáp án A nhé. By the time cộng với một mệnh đề đang chia thì hiện tại đơn này. Ở đáp án B là until cộng với thì tương lai đơn này. Đáp án C là when cộng với thì quá khứ đơn này. Và đáp án D là before đi với thì quá khứ hoàn thành. Thì trong câu số 9 ý, các bạn sẽ để ý cô giáo là không thể nào mà lại thì tương lai đơn kết hợp với tương lai hoàn thành được, nên chúng ta loại này. Không thể nào quá khứ hoàn thành lại kết hợp với tương lai hoàn thành được, loại đi này. Không thể có đáp án quá khứ đơn lại kết hợp với lại tương lai hoàn thành được, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn lại là A. Đấy. Đấy là chúng ta dựa thì nếu không, còn một cách thứ hai là các bạn sẽ thể thấy cho cô giáo là cái cấu trúc của chúng ta ở đây nó có by the time, đúng không? Thế thì mình sẽ có cho cô giáo là by the time này, sau đó cộng một mệnh đề trên hiện tại đơn và mệnh đề còn lại trên tương lai hoàn thành. Đấy, chúng ta phải nhớ cái cấu trúc đấy, đúng chưa? Đó, nhá. Tính trước một cái thời gian nào thì mình sẽ làm sao? Đấy, trước khi tôi 55 tuổi, đến khi tôi 55 tuổi thì tôi đã làm việc được 30 năm rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 ở đây của chúng ta đó là một câu hỏi thuộc về phần liên từ nhá. Nam didn't go to school yesterday... A là although, B là because, C là in spite of và D là because. Thì với câu số 10 các bạn để ý này, đằng sau ô trống của chúng ta hãy xác định xem nó là một mệnh đề hay là một cụm danh từ. Bởi vì việc xác định như thế thôi cũng đã giúp cho chúng ta loại trừ được kha khá rồi. Ví dụ ở đây mình thấy là his illness thì nó chỉ là một cụm danh từ thôi. Cho nên chúng ta sẽ loại trừ được cho cô giáo đáp án A và đáp án D. Bởi vì A với D là hai liên từ mà đằng sau các em phải cộng với mệnh đề.
Sau đó chúng ta thấy because of và be inspired of, thì chúng ta sẽ phải gì? Dùng phần tạm dịch nhé. Nào bây giờ chúng ta dịch này. Nam thì không đến trường ngày hôm qua chấm 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 chấm, đúng không? Ờ, bệnh của anh ta. Thế thì câu này các bạn sẽ thấy ngay được cho cô giáo đó là gì? Anh ta không đến trường bởi vì bệnh, bởi vì anh ta bị ốm, chứ không thể nào là mặc dù anh ta bị ốm, đúng không? Đấy, vì bị ốm nên là đến trường. Suy ra thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án B, đó là because, được chưa? Tiếp theo, Trần Trung Ngọc, câu hỏi số 11. Câu hỏi số 11 của chúng ta ở đây thì đây là một câu hỏi về thì, đúng chưa? Đầu tiên là đáp án A. Nào, cô giáo sẽ zoom cái sách này cho nó gần nhé, để các bạn nhìn cho nó dễ. Quên mất từ nãy đến giờ cứ để nó xa xa. Đấy, các bạn nhìn thấy nó rõ hơn chưa? Nào, bây giờ nhìn câu hỏi số 11. I had dinner with my family when she phoned, đúng không? Thì với câu 11 này các bạn thấy là liên quan đến thì chúng ta phải nhìn vào dấu hiệu. Dấu hiệu ở đây có when she phoned, thì một hành động đang diễn ra, một hành động khác xen vào. Hành động đang diễn ra chia thì quá khứ tiếp diễn, và hành động xen vào chia thì quá khứ đơn. Thì cái hành động mà cô ta đang ăn tối với gia đình ấy là hành động đang diễn ra, đúng không? Đấy. Thì cái hành động xen vào của chúng ta đó là gì nhỉ? À, là cô ta gì? Cô ta gọi điện, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có ngay quá khứ tiếp diễn, đó là gì? Was hoặc là were cộng verb ing. Suy ra thì đáp án chính xác của chúng ta trong câu hỏi số 11 sẽ là đáp án C, đúng không ạ? Tiếp theo, câu hỏi số 12 cho cô giáo đây. Câu hỏi số 12 của chúng ta này, trong đề thi thật năm ngoái cũng có một câu, đó là phần rút gọn mệnh đề có cùng chủ ngữ. Với câu hỏi số 12 ý, thì các bạn để ý cô giáo này. Ở đây chúng ta có hai mệnh đề nhá, và nó đều có cùng chủ ngữ là little kids, đúng chưa? Now, adult responsibilities. Little kids sometimes think adults are no fun. Với câu này mình dịch là gì? Gì nhỉ? Không có, đúng không? Cái trách nhiệm như của người lớn ý. Thì gì? Bọn trẻ con ý, nó thỉnh thoảng nó nghĩ là việc làm người lớn ý thì nó cũng chẳng vui vẻ gì, đúng không? Thì trong câu này mình thấy là ở vế đằng trước của chúng ta ấy, nếu như mà đầy đủ nhá, thì nó sẽ là little kids này. Little kids này, làm sao nhỉ? Ở đây mình thấy kids thêm sc với chủ ngữ, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ thấy là mình đạo cho mình sẽ sử dụng trợ động từ là don't have adult responsibility. Tuy nhiên thì bởi vì là hai mệnh đề này có cùng chủ ngữ cho nên chúng ta có thể rút gọn được. Thì rút gọn các bạn sẽ thấy là ở đây ý, nó là một cái mệnh đề rút gọn mang tính chủ động. Vậy chủ động thì chúng ta sẽ rút gọn được cho cô giáo trở thành là gì? Verb ing này. Chúng ta rút gọn là verb ing, hoặc là chúng ta rút gọn là gì nhỉ? Having cộng với P2 của động từ, đúng chưa? Thì trong câu hỏi số 12 này các bạn thấy là vì nó mang nghĩa phủ định cho nên nó có sẽ not ở đầu này, sau đó chúng ta cộng verb ing. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, đúng không ạ? Not having adult responsibilities. Sao lại có bạn chọn B là having not nhỉ? Having not là cái gì vậy, đúng không? Đấy nhá, having not ở đây của chúng ta là không có nghĩa, cho nên là những bạn nào đang chọn B là bạn Đỗ Thanh này này là sai rồi, được chưa? Rồi, đáp án của chúng ta phải là A. Tiếp theo, Trần Trung Ngọc, câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 của chúng ta đó là một câu về gì? Một câu về trật tự của tính từ. Thì cho thấy này, trật tự của tính từ thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái cấu trúc trật tự mà chúng ta được học thuộc đấy. Đó là ốc Sacom hoặc là ốc Sầm Sơn cũng ngon mà, đúng không? Thì đầu tiên cho thấy là những cái tính từ nào mà nó chỉ về quan điểm cá nhân, tức là nó đại diện bởi cái từ opinion, thì cho đứng trước. Thì trong tất cả những cái từ ở trong cái đáp án ABC này, chúng ta sẽ có từ beautiful, đúng không? Beautiful này thì nó sẽ là gì? Tính từ chỉ về quan điểm, sự đánh giá cá nhân. Vậy nó phải đứng đầu. Khi nó xác định được cái từ này phải đứng đầu rồi thì chúng ta thấy là toàn bộ 4 đáp án này chỉ có mỗi đáp án A là nó đứng đầu thôi. Cho nên chúng ta sẽ loại được tất cả các đáp án còn lại và chọn ngay được đáp án A, đúng không? Câu này thì mình sẽ dịch cho cô giáo như thế nào nào? Câu số 13 này. Nhiều người, đúng không ạ? Thì họ gì? Họ đang tìm kiếm một cái cây lan à, đúng không? Xanh 200 năm tuổi mà rất là đẹp, được chưa? Rồi tiếp theo, Trần Trung Ngọc, câu hỏi số 14. Cuối cùng thì cũng được làm sang cái mặt này để cho đỡ phải gấp. Nào, câu hỏi số 14. Nào, câu số 14 ở đây thì các bạn chọn ông giáo đáp án là gì? Ôi, câu này thì là một câu và liên quan đến phần gì đấy? Cụm động từ, đúng không? Ở đàn A chúng ta có turn on này, B của chúng ta là carry on, C của chúng ta là gì? Show off, và D của chúng ta là put off. Thì trong câu này các bạn thấy này, mình câu này bắt buộc phải dịch thôi. Từ vựng các cụm động từ là khác nhau, đúng không? APHO năm 2021 thì đã bị làm sao đến tận năm nay, và cuối cùng thì cũng đã diễn ra một cách trực tuyến bởi vì Covid-19. Thế vậy thì các bạn sẽ thấy cô giáo là vì Covid-19 mà lại diễn ra làm sao? Mà lại diễn ra online, chứng tỏ là đến năm nay thì nó bị trì hoãn,
nó bị trì hoãn đến tận năm nay, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có trì hoãn cho cô là gì đã? Turn on được không? Hay là carry on? Hay là show off? Sao cô giáo cứ thế nó chưa lấy nét nhỉ? Đáp án nào sẽ đáp án chính xác nhỉ? Đầu tiên các bạn có từ turn on ý, thì nó có nghĩa là bật, đúng không? Rồi chúng ta có carry on thì nó có nghĩa là tiếp tục này. Chúng ta có show off thì nó có nghĩa là thể hiện này. Và chúng ta có put off thì nó có nghĩa trì hoãn. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ chọn luôn được đáp án chính xác sẽ là đáp án D, đúng không? Nó bị trì hoãn cho đến tận năm nay và cuối cùng thì nó cũng đã được diễn ra một cách diễn ra trực tuyến, đúng không ạ? Tiếp theo, chuyển sang câu hỏi số 15. Câu 15 này của chúng ta ấy, thì là một câu gì nhỉ? Liên quan đến gì? Đến thành ngữ. Đấy. Nào, ở đây các bạn có một cái idiom ấy, mà thực ra idiom này thì cũng không khó, đúng không? Mặc dù đây là chúng ta đang để trong cái bộ đề 8 cộng nhưng mà nó đang ở mức cơ bản bởi vì chúng ta mới bắt đầu bắt tay vào luyện đề thôi. Nhiều bạn cứ lấy một cái đề vu vơ nào đó trên mạng rồi làm từ ngày này qua tháng khác. Chưa nghĩ rằng luyện đề như thế là ok. Nhưng bạn phải nhớ, luyện đề mà không có từng bước ấy, đề khó đề dễ còn không biết phân tích thì chúng ta không thể nào mà tăng điểm được. Bây giờ chúng ta phải xác định được xem là đề đấy là đề mức độ nào để xem mình có tăng điểm không. Ví dụ hôm nay làm một cái đề khó, ngày mai lại làm một cái đề dễ, sau này thấy điểm quá chênh lệch và không hiểu là mình đang đứng ở đâu nữa, đúng không? Thì làm sao mà biết được là mình luyện đề như thế nào cho nó tăng điểm. Cho nên cái quan trọng đấy là chúng ta phải luyện đề theo từng mức độ nhá. Đây đang là mức độ hơi dễ một tí, mặc dù nó đang nằm trong 8 cộng nhưng để chúng ta làm quen. Nào, câu hỏi số 15. Ở đây chúng ta có A là head này, B là gì? Mouth này, C là hand này và D là ear. All the orders were given by word of... Tất cả các mệnh lệnh đều được đưa ra bằng cách gì đấy để mà không có một cái bằng chứng văn bản nào bị phát hiện sau đó. Như vậy là để không có văn bản bằng chứng phát hiện, không có một cái bút tích gì, đúng không? Thì bắt buộc là gì? Chúng ta phải truyền miệng thôi, đúng không ạ? Rồi, như vậy ở đây thì chúng ta có một cái idiom ý, nó có nghĩa là truyền miệng. Và truyền miệng đó là word of gì? Of mouth, đúng không? Rồi, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B. Đó, được chưa? Như vậy với cái câu số 15 này thì rất là dễ nếu với những bạn nào nhớ được là word of mouth, đúng không? Thật ra câu này cũng là một câu rất dễ đoán, được chưa? Mặc dù nếu đây là lần đầu tiên chúng ta gặp thì cũng đoán được, ví dụ truyền miệng thì đây cái từ mouth của chúng ta là miệng mà, được chưa? Tiếp theo, chuyển sang câu hỏi số 16. Câu hỏi số 16 của chúng ta là một câu hỏi về từ loại, đúng không? Một câu hỏi về từ loại. Đầu tiên là đáp án A chúng ta có gì? Có đuôi ITY này thì chúng ta thấy là đuôi danh từ, đúng không? Electricity có nghĩa là điện, đúng không? Điện lực ấy, nó là danh từ. Ở đáp án B cho có đuôi y dài này, thường nó sẽ là động từ. Ở đáp án C cho có đuôi x này thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là tính từ, đúng không ạ? Và cuối cùng đáp án D thì có đuôi ly thì nó sẽ là một cái trạng từ. Dựa vào các cái từ trước và từ liền sau, chúng ta sẽ biết được là từ chỗ, trong chỗ trống cần điền là loại từ gì. Đằng sau của chúng ta nó là danh từ car. Vậy thì chúng ta nhớ giá là đứng trước một danh từ thì chúng ta cần phải điền một gì? Một tính từ. Thế tính từ ở đây thì nó sẽ là gì? Electricity, đúng không? Đấy, đáp án chính xác. À quên, tính từ ở đây thì phải electric, đáp án chính xác sẽ là C. Nào, câu này dịch như sau. Nhà sản xuất ô tô VinFast thì đã làm sao thử nghiệm cái mẫu ô tô điện đầu tiên của mình tại Hà Nội. Với gì? Cái kế hoạch là sẽ giới thiệu cái mẫu xe này trong triển lãm ô tô Mỹ vào cuối năm nay. Tất cả những gì mà cô giáo vừa dịch nhỉ, tất cả những gì cô giáo vừa mới giảng thì các con nhớ nhá, nó đều có trong phần đáp án chi tiết ở đằng sau sách. Đấy, cho nên các bạn tự học rất dễ. Không còn, nếu mà chúng ta chọn việc tự học thì không còn cách nào dễ hơn nữa, đúng không? Vì đã có cả dịch rồi. Khó ở đâu thì chúng ta đã có phần giải đáp ở phía dưới, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 của chúng ta có 4 đáp án như sau. A của chúng ta là side. Câu này thì liên quan đến từ vựng rồi. Ở đây mình có area under gì đấy, ở Paris. Từ vựng nào đấy các bạn nhỉ? Side được không? Side là cạnh gì à? Mình có là on the side of Paris à? Câu này dịch là anh trai tôi vừa chuyển đến một cái căn hộ mới ở trong cái khu dân cư ở gì? Ở vùng ngoại ô của Paris. Thì ở đây mình sẽ thấy là dịch là vùng ngoại ô, nó sẽ là cụm gì ạ? Rồi, nó sẽ là on gì? On the gì nhỉ? À, on the outskirts of Paris nhá. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta là C. Chúng ta có on the outskirts of something, nó chính là vùng ngoại ô của nơi nào, đúng chưa? Đấy. Rồi, tiếp theo, câu này thì cô giáo nghĩ là cũng rất nhiều bạn sai. Đấy là cô giáo nhìn thấy một bạn sai rồi này. Cô giáo nhìn thấy có bạn là 17 chọn B, đúng không? Đấy, 17 mà chọn B thì chúng ta nhớ cho cô là sai ở đâu biết không? Nó cũng là vùng ngoại ô nhưng mà nó lại phải đi với giới từ in cơ. Đấy. On the outskirts of. Thế còn nếu như mà dùng đáp án B thì chúng ta phải sử dụng giới từ in chứ không phải là giới từ on. Đấy, cho nên chúng ta phải nhìn kỹ nhá. Tiếp theo, câu hỏi số 18. Câu 18 của chúng ta là một câu hỏi về phần đây là một câu hỏi từ vựng, đúng không?
Nào, chúng ta có A là follow up, B là turn up, C là start up và D là break up. Các cái cụm từ. Nào, đầu tiên chúng ta có gì? Break up, ai cũng biết rồi, nó chính là gì? Chia tay, đúng không? Ở đây là tính từ vì sao? Bởi vì nó đứng trước cái danh từ letter. Một bức thư thế nào? Một bức thư chia tay, break up. Ở đằng C là start up, thì start up của chúng ta có nghĩa là liên quan đến khởi nghiệp, đúng không? Ở đằng B là turn up. Turn up có nghĩa là gì? Một cái điều gì đó ngạc nhiên, bất ngờ xảy ra. Và cuối cùng chúng ta có đáp án A là follow up, thì nó có nghĩa tiếp theo, theo sau. Thế câu này thì mình thử dịch xem là mình sẽ chọn đáp án có nghĩa nào. Sau khi mà gì đây nhỉ? Sau khi mà gọi là nộp đơn xin việc ấy, apply for ấy, thì đừng neglect, đừng có mà bỏ qua, đúng không? Bỏ qua cái thư cảm ơn, đúng không? Bỏ qua thư cảm ơn hoặc cái thư tiếp sau đó, follow up letter. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có được cho cô giáo đáp án chính xác sẽ là đáp án A, được chưa? Rồi, tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 19. Câu hỏi số 19 của chúng ta như sau này. À, có nhiều bạn không hiểu follow up letter là cái gì, đúng không? Thì thường ý là khi mà chúng ta tham dự một cuộc họp này, đúng không? Hay là một cái sự kiện nào đó, chúng ta có cái follow up letter là một cái thư tiếp nối, đúng không? Đấy, follow up letter. Nào, câu hỏi số 19. Câu 19 này của chúng ta là một câu hỏi từ vựng này. Ở đáp án A chúng ta có respected, đáp án B là viewed, C là inspected và D là showed. Respected thì có nghĩa là gì? Tôn trọng này. Viewed có nghĩa là xem coi này. Inspect có nghĩa là quan sát, kiểm tra và D là show thì có nghĩa là thể hiện. Ở đây thì các bạn phải dựa vào cho cô giáo cái cụm từ đằng sau ấy, đó là as a good way. Thì chúng ta có một cái cụm trong tiếng Anh đó là view somebody hoặc là something, đúng chưa? As a something, vân vân. View something as a something có nghĩa là coi cái gì như là cái gì, như là làm sao. Thế câu này mình dịch là tại Hoa Kỳ, in the United States. Tại Hoa Kỳ thì cái hoạt động tình nguyện được coi là is viewed, câu bị động được coi là một cái cách rất tốt để tạo cho trẻ em ý thức về cái gì? Về cái tính trách nhiệm cộng đồng và gì gắn kết gia đình lại với nhau, đúng chưa? Cho nên ở đây thì chúng ta chọn giáo đáp án là B. Viewed as a good way to give children a sense of community responsibility. Community là cộng đồng, còn responsibility có nghĩa là trách nhiệm, được chưa? Tiếp theo, câu hỏi số 20. Câu hỏi số 20 của chúng ta đó chính là dạng bài gì nhỉ? Dạng bài đồng nghĩa. Nào, dạng bài đồng nghĩa thì khi đi thi thường chúng ta sẽ không nhập thành là chọn trái nghĩa đâu. Nhưng mà nếu mà chọn trái nghĩa thì có rất nhiều khi nhập thành đồng nghĩa. Nếu như mà đây là chúng ta phải nhìn kỹ đề bài. Ở đáp án A chúng ta có từ compulsory, B chúng ta có từ dependent, C chúng ta có từ divided và D của chúng ta là từ paid. Thì với cái câu hỏi số 20 này, cái từ này này, nó là từ mà cái từ cả bốn đáp án của chúng ta nó đều có trong sách giáo khoa cả, đúng không? Compulsory là từ bắt buộc, dependent là phụ thuộc, divided là được chia ra và paid là được trả tiền. Thế câu này mình dịch là đồng phục học sinh phải làm sao đấy ở trong những cái trường học ở Việt Nam. Đương nhiên là ở trường học Việt Nam thì bắt học sinh phải mặc đồng phục. Cho nên ở đây thì mình sẽ mang tính gì? Mang tính bắt buộc. Vậy bắt buộc thì chúng ta sẽ có đáp án là A, đó là compulsory, đúng không? Thế vậy là compulsory bằng với từ mandatory, đúng không ạ? Rồi, là bắt buộc nhá. Tiếp theo, thế còn nếu như mà đối nghĩa với từ compulsory, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ có cái đáp án là optional. Optional là có thể lựa chọn được, đúng không? Rồi, chuyển tiếp vào câu hỏi số 21. Câu hỏi số 21 của chúng ta như sau này. Development, đúng không? B là gì? Contamination. C là extinction và D là energy. Thì cái câu này mình dịch nào? Tổ chức này được thành lập để thực hiện một cái gì nhỉ? Thực hiện một cái sứ mệnh. Mission là nhiệm vụ, sứ mệnh là phải bảo tồn sự đa dạng sinh học, đúng không? Sử dụng bền vững cái nguồn tài nguyên thiên nhiên và phải giảm thiểu ô nhiễm, được chưa? Đấy, hoặc là giảm thiểu cái sự tiêu dùng lãng phí, consumption là sự tiêu dùng. Rồi, thế thì chúng ta chọn là gì? Nào, ở đây người ta có từ pollution đấy. Pollution mình vừa mới dịch là gì? Ô nhiễm. Ô nhiễm, đáp án A là sự phát triển, development. Đáp án C, extinction có nghĩa là sự tuyệt chủng. Còn đáp án D là energy thì nó có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là năng lượng. Như vậy thì suy ra thì đáp án chính xác của chúng ta ở trong câu này sẽ phải là đáp án gì? Đáp án B, đó là contamination, đúng không ạ? Đấy, contamination. Rồi, contamination có nghĩa sự ô nhiễm nhé, bằng với lại từ gì? Pollution, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 22. Câu hỏi số 22 của chúng ta đó là chọn từ trái nghĩa. Chúng ta nhìn thấy người ta đang gạch chân một cái cụm từ đó là out of shape, đúng không ạ? Out of shape. Bố tôi thì thực sự đã làm sao đấy? Bố tôi thực sự đã làm sao đấy? So he starts. Vì thế mà ông ấy bắt đầu tập thể dục tại phòng tập.
Như vậy là tập thể dục tại phòng tập thì bố mình là một người làm sao out of shape, một người mà đã bị không còn cái dáng đẹp nữa rồi, bị mất dáng rồi đúng không ạ? Và ở đây chúng ta thấy đối nghĩa với một người mà không có dáng đẹp, mất dáng, đó chính là một người mà gì có dáng đẹp đúng không? Và dáng đẹp trong tiếng Anh thì các bạn có thể sử dụng cái cụ là physically fit. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là C. Còn ở đáp án A, out of work thì nó có nghĩa là thất nghiệp này. Đáp án B của chúng ta worried and stressed có nghĩa là gì? Có nghĩa là lo lắng. Còn đáp án D của chúng ta always joyful có nghĩa là luôn vui sướng, chẳng liên quan đúng không ạ? Đấy, đáp án chính xác của chúng ta là C. Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 23. Câu hỏi số 23 của chúng ta là một cái idiom. Đấy, một cái idiom. Các bạn thử xem là mình có thể đoán được nghĩa tiếng Việt của cái idiom này thông qua cái câu hỏi, câu tình huống của nó nhé. She has a B... and it is the subject of most of her conversations. Ở đây các bạn có từ be này là con ong đúng không? Nhưng mà khi nó đi với cái thành ngữ này thì nó không liên quan gì đến ong cả. Câu này mình dịch là cô ấy làm sao đấy. Cô ấy làm sao đấy về việc mua sắm online. Và điều đấy nó đã trở thành một trong những cái chủ đề hầu hết trong các cuộc trò chuyện của cô ấy. Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án B. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ có cho cô giáo cái idioms này, nó có nghĩa là nói đi nói lại về cái gì. Cô ta nói đi nói lại đúng không? Về cái việc mua sắm online. Đấy. Và nó là chủ đề mà trong suốt các cuộc nói chuyện. Thì cái câu tình huống là chủ đề trong suốt các cuộc nói chuyện ấy, nó đã có thể giúp chúng ta đoán được cái nghĩa là nói đi nói lại rồi. Đúng không ạ? Nói đi nói lại thì nó sẽ phải loại, nó sẽ phải đối nghĩa với cái đáp án B, có nghĩa là nói về tất cả mọi thứ ngoại trừ việc online shopping. Ừ, câu 23 các bạn chọn gì ạ? À? A của chúng ta là có ý định đi mua sắm nhá, đúng không? Ở đây B là nói về mọi thứ trừ online shopping, tức là không nói về online shopping. Thì bên trên người ta đang nói về việc là kể lể đúng không? Nói đi nói lại cái gì. Còn bên dưới thì người ta có đáp án B ý, nó là gì nhỉ? Không nói về online shopping thì nó chả đối nghĩa. Chắc chắn là các bạn nếu mà đáp án B các bạn thắc mắc nhá, chứng tỏ là các bạn đã dịch sai. Và các bạn dịch thành là talks about everything, nói đi nói lại. Thế các bạn không dịch là bất à? Bất có nghĩa là loại trừ, ngoại trừ việc gì. Thế còn đáp án D của chúng ta là give other advice có nghĩa là đưa ra lời khuyên cho ai đó, đúng chưa? Còn đáp án C mình dịch là has no idea là không có ý tưởng gì, không có ý kiến gì về việc đi mua sắm trực tuyến, không biết gì về việc đấy. Đó, cho nên ở đây chúng ta phải chọn là B. Trên là kể lể nói đi nói lại thì bên dưới nó có nghĩa nó nói là không nói về online shopping, đúng không ạ? Rồi đấy, thế nên là có bạn nào đúng 4 trên 4 phần chức năng giao tiếp, à quên, phần gì nhỉ, đồng nghĩa tránh nghĩa không? Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 24. Câu hỏi số 24 ở đây của chúng ta đó là phần gì nhỉ? À, phần chức năng giao tiếp, và phần này của chúng ta là cái phần mà rất rất là dễ ăn điểm. Tuy nhiên trong đề thi cũng có khá nhiều câu lừa, chúng ta phải đọc kỹ thôi và chú ý câu tình huống của đề rất quan trọng. Nào, câu này của đầu tiên, câu 24 của chúng ta như sau. Một học sinh thì đang hỏi cái người mà trông người thủ thư ấy, người trông coi thư viện để gì giúp cô ấy có thể đánh fax một cái bản báo cáo. Học sinh nói như sau này: Could you help me to fax this report? Cô có thể giúp em fax cái bản báo cáo này được không ạ? Thế bây giờ người thủ thư nói như nào này? A, it's very kind of you to say so. Đây là một cái mẫu cấu trúc mà chuyên đáp lại cái việc là gì ạ? Ai đó khen mình chẳng hạn. Đúng không? Còn nó không đáp lại lời yêu cầu. Còn câu B của chúng ta là sorry I have no idea, là xin lỗi tôi không biết. Câu C là chắc chắn được rồi, số fax là gì nhỉ? Và câu D của chúng ta là what rubbish, có nghĩa là gì, thật vớ vẩn. Tôi nghĩ nó gì? Tôi nghĩ là nó không, tôi không nghĩ là nó hữu ích. Đấy. Như vậy thì đáp án chính xác câu này đương nhiên sẽ là đáp án C. Người ta đồng ý, nó là certainly và hỏi về cái số fax number, được chưa? Tiếp theo câu số 25. Jolie is reading a magazine on famous people asking her friend. Jolie thì đang đọc một cái tạp chí về những cái người nổi tiếng và gì hỏi cái người bạn của cô ấy. Rồi Jolie hỏi như sau này: Do you think, bạn có nghĩ, đấy, đưa ra một cái opinion, một cái ý định để hỏi là cái người kia, bạn có nghĩ rằng những người nổi tiếng ngày nay thì có xu hướng là họ tập trung vào cái sự việc làm giàu hơn là gì, tập trung vào cái những cái thành tựu không? Thế bạn của Jolie sẽ đáp lại cái lời này là đồng tình hay phủ định? Thì chúng ta dựa vào cái câu tình huống đằng sau nó nói là and this sets bad examples for young people, và điều này làm gương xấu cho những người trẻ tuổi. Như vậy là các bạn thấy là gì nhỉ? À, nó sẽ đồng tình với lại cái con bé Jolie này, bởi vì là gì? À, nó làm tấm gương xấu cho những người trẻ tuổi, tức là chỉ tập trung vào tiền bạc chứ không tập trung vào những thành tựu, đúng không? Vậy thì đồng tình, chúng ta sẽ dọn ngay được đáp án chính xác sẽ là B. I think you're right on this. On this có nghĩa là về vấn đề này. Còn câu A mình dịch là it out of the question, có nghĩa là không thể nào. Câu C là they focus more on achievements, có nghĩa là họ tập trung nhiều hơn vào thành tích. Và câu D của chúng ta là not at all, có nghĩa là không hề, đúng chưa?
Với câu 25 thì chúng ta chọn be vô đó nhá. Rồi như vậy là hai câu chức năng giao tiếp khá là dễ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cô giáo phần bài đọc điền và đọc hiểu. Thì bây giờ cô giáo sẽ mở đáp án của cái đề này ra nhá, 26/30 đúng không ạ? 26/30. Đầu tiên chúng ta sẽ thử xem cái phần đáp án này nằm trong sách giấy hay phần ebook. Nó nằm trong 200 trang 282 đúng không? 282 đúng không ạ? À 282 của chúng ta là phần bảng từ vựng rồi. Thế là phần đáp án ở đây nó sẽ có trong phần ebook. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cho cô giáo cái đề này, phần đọc điền đọc hiểu nhá. Chúng ta sẽ check xem phần đáp án cho cô giáo bởi vì cô giáo đã dịch rất chi tiết rồi. Bây giờ cô giáo sẽ chữa tiếp phần chọn lỗi sai và phần viết lại câu kết hợp câu. Hãy nhìn cô giáo câu hỏi số 43 này. Nào câu hỏi số tất cả các phần mà cô giáo chú ý các bạn ở trong quyển này nhá. Ví dụ là đọc hiểu cho hai là cô giáo dịch cả bài, đúng không? Sau khi mà dịch câu cô giáo dịch cả bài các bạn rồi. Đấy. Cái bài đọc ngày hôm nay thì nó liên quan đến một chút phần lịch sử đấy. Đúng không nhỉ? Nói về việc là ăn uống này, bác sĩ khuyên gì đấy này. Đấy, cái bài đọc hiểu số 2 mà dài hơn ý, là cái bài đọc hiểu mà nói về cái việc mà các đấu sĩ La Mã gì đó ở trong lịch sử, được chưa? Nên là cô giáo cũng đã dịch rất là kỹ cho các bạn để các bạn làm bài có thể hiểu được, đúng không ạ? Khi mà làm bài đọc hiểu mà được dịch ý, thì nó sẽ rất là dễ nhớ. Còn nếu mà chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ chọn đáp án thì đôi khi là chúng ta làm lại bài đấy mà chúng ta không nhớ là bài này đã làm chưa, vì chúng ta có biết nghĩa của cả bài đâu. Nào bây giờ cho anh nhiều câu hỏi số 43, đó là phần chọn lỗi sai đầu tiên này. A của chúng ta là my, B là today, C là they và D là it. Thì đây là một câu, nếu những cô có một mẹo này nhá, khi mà trong câu chọn lỗi sai mà người ta gạch chân những cái từ ấy mà liên quan đến phần đại từ, tính từ sở hữu vân vân ấy, thì nó rất hay sai ở cái phần đấy. Đấy, và đây là cái phần mà liên quan đến đại từ đúng không? Các bạn nhìn thấy ngay cho cô giáo này. Trên ô trống trên đầu chủ ngữ ấy, thế thấy nó nói danh từ là the results đúng không? The results of my oral exam. Thì khi một cụm chủ ngữ có chứa of ấy, thì chủ ngữ của chúng ta ấy, nó chính là chủ ngữ chính ấy, đó chính là gì? Results, đứng trước of. Vậy khi mà danh từ này người ta đã thêm sc rồi, tức là nó mang nghĩa số nhiều. Nếu như một danh từ mang nghĩa số nhiều thì cái gì đại từ tân ngữ của chúng ta không thể là ít được, mà nó phải là them. Bởi vì them nó có nghĩa là họ, là chúng mà. Đấy, câu này dịch như sau. Hôm nay thì cái điểm thi, những cái kết quả của bài thi vấn đáp của em sẽ có trong hôm nay. Vì thế rồi tôi hy vọng ý là họ sẽ gì nhỉ? Họ sẽ đừng đưa chúng lên bảng thông báo. Họ sẽ đừng đưa chúng ở đây là đưa cái gì? Đưa cái kết quả của cái buổi phỏng vấn này này. À, buổi kiểm tra miệng này này. Đấy. Vậy ở đây thì ít thay thế cho số ít, trong khi đó results là số nhiều. Cho nên chúng ta chọn ngay được đáp án chính xác ở đây sẽ là đáp án gì? Sorry, ở đây chúng ta sẽ là đáp án D, đúng không? Và chúng ta sẽ đổi ít thành dâm cho cô, được chưa? Tiếp theo, chúng ta ngọc câu hỏi số 44. Câu 44 này của chúng ta là liên quan đến phần từ vựng, đúng không ạ? Và đó chính là cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Những bạn nào mà chúng ta còn muốn bổ sung từ vựng nhá, thì các bạn có thể mua hai cuốn của cô Ngọc này, đặt hai cuốn cùng một lúc này, đó là cuốn 2500 từ vựng nhá và cuốn 35 đề. Thì trong cuốn 2500 từ vựng của chúng ta là chúng ta mở rộng từ vựng, tạo thể sự phong phú về từ vựng này. Thứ hai nữa đấy là trong cuốn đấy, trong cuốn này thì cô giáo cũng tổng hợp rất nhiều từ trong cuốn 2500, để cho nên là chúng ta có thể bổ sung cho nhau. Thì cái câu hỏi số 44 của chúng ta liên quan đến từ vựng. Khi nói đến là liên quan đến từ vựng thì chắc là các bạn cũng đã chọn được đáp án rồi. Đáp án chính xác của chúng ta ở đây trong câu hỏi số 44 đó chính là đáp án B. Cái từ confidence của mình ý, tính từ này thì nó mang nghĩa tự tin đúng không? Nhưng ở đây là không cần một tính từ nào mang nghĩa tự tin cả, bởi vì các bạn dịch mà xem, công ty này nó đã sử dụng đúng không đúng thông tin có tính bảo mật cao chứ không phải là thông tin tự tin. Đấy. Tính từ confident không thể nào bổ nghĩa cho danh từ information được. Bản chất của information nó không thể là tự tin, chỉ là người thì mới tự tin thôi đúng không? Mà đây chúng ta phải sử dụng gì? Sử dụng một tính từ. Và tính từ mà nó cũng đi ra cái gốc, giống cái gốc từ confident ấy, nhưng mà nó là gì? Confidential đúng không? Đây mới là từ mà mang tính bảo mật. Cho nên đáp án chính xác là B. Và đổi cho giáo cho thành tính từ này nhá. Đây, theo như xu hướng ra đề của phần dạng bài chọn lỗi sai thường ấy, là nó sẽ có hai câu ngữ pháp này và nó sẽ có một câu gì nhỉ? À, một câu từ vựng, được chưa? Rồi chuyển sang học câu hỏi số 45. Câu 45 của chúng ta là một câu liên quan đến thì hiện tại tiếp diễn. Many countries were now concerned by the low level of economic activity. Trong câu hỏi số 45 ấy thì các bạn để ý giá này là một câu nó đã chia thì gì đấy? Chia thì quá khứ đơn à? Nó chia thì quá khứ đơn.
Trong khi đó nó là có một cái dấu hiệu rất rất là dễ nhìn ở đây là từ now. Cái từ now là hiện tại, thì câu đó phải chỉ ở thì hiện tại tiếp diễn, chứ không thể nào chia thì quá khứ đơn được. Vậy thì ở đây các bạn sẽ đổ cho giáo cái từ were này, đúng không ạ? Chúng ta chuyển thành gì? Chuyển thành are. Đâu rồi nhỉ? Đáp án B, were chuyển thành are. Và vì đây là câu bị động cho nên các bạn sẽ có are cộng với lại gì? P2 của động từ, được chưa? Rất nhiều các cái quốc gia đang lo ngại bởi cái mức độ hoạt động kinh tế thấp, được chưa? Đấy, cho nên là phần này 0,6 điểm nhá, cũng rất là đơn giản thôi. 35 lần làm chính xác cái dạng bài chọn lỗi sai, đúng hết toàn bộ phần này thì chắc chắn đi thi là ăn điểm tuyệt đối rồi. Nào chuyển tiếp học câu hỏi số 46, bởi vì phần chọn lỗi sai cũng không phải là phần lắt léo trong đề thi. Nào câu 46. Câu 46 là chúng ta đang chuyển sang phần viết lại câu. Thì trong đề thi trong trung học phổ thông quốc gia ấy, nó sẽ có 0,6 điểm, tức là 3 câu phần này. Đây cũng là phần mà cô giáo dặn các em là chúng ta cũng nên lấy trọn vẹn điểm tuyệt đối. Với câu 46 này thì chúng ta thấy là cái câu gốc của chúng ta, người ta đang chia thì quá khứ đơn. Thường nhá, một câu kiểu chia thì hiện tại quá khứ đơn xong rồi viết lại cái câu đấy, nó sẽ là ở thì gì? Thì hiện tại hoàn thành. Bởi vì chúng ta có gì? Có for cộng khoảng thời gian, hoặc là chúng ta cộng với since cộng với mốc thời gian mà. Thế thường sẽ chia hiện tại hoàn thành. Câu này mình dịch cái câu gốc là gì? John thì bắt đầu chơi đàn piano 10 năm trước. Tức là một cái mốc 10 năm trước thì chơi đàn piano chứng tỏ là gì? Nó đã chơi đàn được 10 năm rồi. Vậy được 10 năm rồi thì chúng ta có for cộng khoảng thời gian, đúng không? Dấu hiệu này chắc chắn chia hiện tại hoàn thành rồi. Vậy chúng ta sẽ có John has played the piano for 10 years. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là gì? Đáp án B, đúng chưa? Ừ. Tiếp theo câu hỏi số 47. You ought to take a break, Andrew. Câu 47 của chúng ta thì là cái phần câu tường thuật. Và với câu tường thuật thì cách làm đúng đắn nhất của chúng ta đó là mình phải hiểu được cái sắc thái biểu cảm ở trong câu tường thuật trực tiếp. Trong câu này người ta sử dụng ought to ấy, thì các bạn nhớ rằng là ought to thì sau đấy nhá, ought to sẽ cộng với động từ nguyên mẫu, nó có nghĩa là nên làm gì. Thế khi mà chúng ta bảo ai đó là nên làm gì, chứng tỏ là chúng ta đang đưa ra cái gì? Đưa ra lời khuyên, đúng không ạ? Vậy đưa ra lời khuyên thì chúng ta nhìn ngay cái động từ tường thuật ở đây, đó là advise. Chúng ta có cấu trúc thế nào các bạn? Đó là advise này, somebody cộng với to verb là khuyên ai đó làm gì. Câu này mình dịch là Matthew thì khuyên Andrew là hãy nghỉ ngơi đi. Đấy. Còn be sai bởi vì là ask somebody to verb là yêu cầu ai làm gì này. Câu C sai bởi vì là chúng ta có suggest thì nó sau đó không thể nào mà suggest somebody cộng to verb, sai ngay ở cấu trúc với suggest rồi. Còn đáp án D thì chúng ta thấy là cũng tiếp tục sai cấu trúc với suggest. Chúng ta nhớ cho cô này, chúng ta chỉ cô giáo nhắc lại này. Cái từ suggest đằng sau ấy, một là các bạn sẽ cộng mệnh đề. Thì cái mệnh đề này thường ấy là nó chứa should cộng với động từ nguyên mẫu. Đó. Còn nếu như suggest sau đó mà không phải là cộng mệnh đề thì thường ấy là nó sẽ cộng với lại verb in, suggest cộng verb in. Nhớ chưa? Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 48. Every student is required to write an essay on the topic. Trong câu này thì mình nhìn ngay ra cái cụm động từ ở đây, người ta chia bị động là is required cộng to verb. Is required cộng với to verb ấy, thì nó có nghĩa là được yêu cầu làm gì. Và luôn luôn cô giáo nhắc cái này mấy lần rồi, đó là to be required này, sau đó cộng to verb nha, thì nó có nghĩa bằng với từ must cộng với verb, tức là phải làm gì. Như vậy nhớ được đến đây rồi thì chắc chắn đáp án chính xác của chúng ta sẽ là gì đấy? A này, every student might write an essay on the topic. B này, every student must write an essay on the topic. Đương nhiên là đáp án gì rồi? Đâu cái nào? Đây là B đúng không? Must đây này. C là they require every student can write. Câu này để nguyên đổi thành chủ động thì cũng được, nhưng mà nó sai ở chỗ là require somebody sau đó cộng to verb, chứ không thể nào cộng với lại can cộng verb được. Còn đáp án D của chúng ta thì là sai về nghĩa. Mỗi một học sinh nên viết bài luận. Nên tức là có làm cũng được và không làm cũng chẳng sao, đúng không? Chỉ là nên làm thôi, không bắt buộc. Nhưng mà trong câu gốc của chúng ta là is required, là bắt buộc phải làm gì, đúng chưa? Rồi tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 49 và 50. Câu 49, 50 của chúng ta đó chính là phần dạng bài kết hợp câu. Phần này cũng là phần rất là dễ ăn điểm tuyệt đối này, 0,4 điểm nhá. Tuy nhiên là phải nắm chắc ngữ pháp, với cả là phải dịch ít nhất được 70% cái nghĩa của cái câu đấy. Nào câu 49. Anh ta thì không xuất hiện tại nơi làm việc. Chấm, những đồng nghiệp của anh ta thì đã rất là nghi ngờ, trở nên rất là nghi ngờ. Vậy thì trong câu 49 gốc này này thì mình có thể dịch là, mình có thể hiểu là gì ạ? Cho khi mà anh ta không xuất hiện, tức là cái việc mà không xuất hiện phải xảy ra trước đấy, đúng không? Thì những cái đồng nghiệp của anh ta sau đó thì mới trở nên nghi ngờ.
Và chúng em nhớ được cho cô giáo cấu trúc với gì ạ? À? Cấu trúc với not until. Bạn nào mà chưa nhớ nhá, cô giáo nhắc lại cấu trúc này này. Và nó cũng được tổng hợp sau sách cho các bạn. Not until sau đó cộng với một mệnh đề, đúng không? Sau đó các bạn đảo ngữ cho cô giáo này. Ở mệnh đề số 2 là trợ động từ này cộng chủ ngữ và động từ nguyên, nguyên mẫu. Đấy. Vậy ở đây thì các chọn ngay được đáp án là B. Các nhìn này, not until cộng chủ ngữ cộng verb. Đây, chủ ngữ này cộng verb. Sau đó cộng với lại đảo ngữ ở mệnh đề 2 là đứt này cộng chủ ngữ cộng động từ không chia, đúng không? Câu này dịch như sau này: mãi cho đến khi anh ta không xuất hiện nơi làm việc thì này các đồng nghiệp mới bắt đầu nghi ngờ, đúng chưa ạ? Đấy nhá. Thế còn nhá, thế còn này, cái đáp án đi thì nhiều bạn nhìn thấy only after, bạn ấy cũng khoanh luôn, bạn bởi vì bạn sẽ dịch là chỉ sau khi mà. Nhưng mà đáp án đi của chúng ta nó sai, đúng không ạ? Bởi vì nó sai ở trật tự của hành động. Đáp án đi mình dịch là chỉ sau khi mà đồng nghiệp trở nên nghi ngờ thì anh ta mới không xuất hiện, đúng không? Sai ở chính tự, bởi vì hành động đầu tiên đó là hành động anh ta không xuất hiện thì người đồng nghiệp mới nghi ngờ, cho nên câu này chúng ta không thể sử dụng only after được. Đấy, đáp án chính xác là B. Thế còn những đáp câu khác nhá, chẳng may ví dụ người ta sử dụng đáp án only after là đáp án đúng chẳng hạn, thì đây cấu trúc only after như này: sau only after chúng ta cũng cộng với một mệnh đề, đúng không? Và đảo ngữ ở mệnh đề 2 tức là trợ động từ cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên, nguyên mẫu, đúng chưa ạ? Đấy, cũng là chỉ sau khi thì làm sao. Tiếp theo câu hỏi số 50, câu hỏi số 50 của chúng ta là câu ước này, đúng chưa? Ở đây nhá, các bạn nhìn này, tại sao lại nhìn ra ngay được câu ước? Bởi vì rõ ràng ở đây này, đấy, nó sử dụng cái từ hối tiếc, hối hận khi đã làm gì. Thế vậy thì ước là đã không làm gì trong quá khứ, đúng không? Câu này thì cho giá như sau này: tôi thì đã cực kỳ vô cùng hối hận vì đã nói cô ấy rất là nặng lời, đúng không? Ngày hôm qua, chấm, cô ấy có lẽ là đã tổn thương sâu sắc. Như vậy là các bạn thấy là gì? Đã nói nặng lời với cô ấy này, cô ấy bị tổn thương này. Thế thì mình ước gì mình không nói những lời đấy. Tuy nhiên cái ước này là ước ở trong quá khứ vì mình đã chót nói rồi, đúng không? Vậy ước ở trong quá khứ thì các bạn sẽ có giáo cấu trúc đó là: ước ở trong quá khứ tức là điều này không thể xảy ra trong quá khứ là wish này, đúng không? Sau đó cộng với một mệnh đề chia ở thì quá khứ hoàn thành, tức là have cộng với là gì? P2. Suy ra được thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Câu này dịch thế nào đây? Tôi ước gì là tôi đã không nói với cô ấy nặng lời như thế, đúng không các bạn? Đấy, như vậy là các bạn nhìn cho cô giáo là đấy, chúng ta đã hoàn thành cái phần này khá là đơn giản. Thật ra nhá, phần kết hợp câu ấy chúng ta hoàn là những phần ăn điểm. Này, những phần ăn điểm ở trong đề thi là những phần này nè các con này. Đầu tiên đó là phần phát âm trọng âm nhá. Phát âm trọng âm ăn chắc 8 cộng mà phần này còn sai nữa thì không thể ăn chắc 8 cộng được. Rồi tiếp theo đó là phần chọn lỗi sai. Tiếp theo đó là phần chức năng giao tiếp. Tiếp theo đó chính là phần gì? Viết lại câu. Tiếp theo đó là phần kết hợp câu. Đấy, tất cả những phần này nhá là các bạn sẽ phải gì? Đạt điểm tuyệt đối cho cô. Đạt điểm tuyệt đối tức là bao nhiêu điểm rồi? Ở đây chúng ta có 4 câu là 0,8, đúng không? 0,6, phần chọn lỗi sai, chức năng giao tiếp là 0,4, viết lại câu 0,6 và kết hợp câu là 0,4. Như vậy chúng ta thấy là gì đây ạ? 1 điểm này, đúng không? 1 điểm này, 2,8 điểm ăn chắc đã. Vậy 8 điểm còn lại tức là chúng ta còn gì? À, còn 5,2 điểm, đúng không? Đấy, liên quan đến các phần như là đồng nghĩa này, trái nghĩa này, gì nữa? Đọc điền này, hai bài đọc hiểu này, đúng không ạ? Và 15 câu từ vựng ngữ pháp. Thì 15 câu từ vựng ngữ pháp này của chúng ta ấy, nó sẽ rơi vào tầm 12, đúng từ 12 đến 15 trên tổng 15. Vì sao? Vì ăn chắc 8 cộng thì tất cả những câu ngữ pháp anh phải gì? Phải nắm được. Còn ở đây cho 3 câu sai, đấy là 3 câu từ vựng. Vì trong đề kiểu gì nó sẽ có những câu từ vựng cụm động từ rồi là những câu thành ngữ. Thì đấy, mình có thể sai một số cái câu đấy. Còn lại là những ý sai khác thì sẽ liên quan đến phần đọc hiểu. Đấy, ăn chắc 8 cộng là phải như thế. Và chúng ta phải có gì nhỉ? Phải có cái chiến lược nhá. Thì đây là những cái đề thi mà cô giáo đã tổng hợp cho các bạn và biên soạn rất kỹ càng cho các bạn rồi. Nó sẽ từ cái gì nhỉ? Từ mức độ dễ đến mức độ khó để các bạn trong quá trình các tự học ấy thì các bạn đánh giá được năng lực của mình. Ví dụ đề dễ thì mình được khoảng tầm 8-9 điểm, đề khó hơn mình được 7 điểm thì mình biết là mình phải tập trung vào đâu. Nhưng anh mà đã được 8 điểm rồi thì anh phải tập trung vào từ vựng. Những câu ngữ pháp mà gì khó thì anh cũng phải làm tốt. Đấy, từ vựng là cái rất quan trọng vì nó là chìa khóa để giúp các bạn từ 8 lên 9, từ 9 lên 10. Đấy, còn những câu ngữ pháp thì kể cả những bạn 7 điểm ấy, nó các bạn cũng có thể làm những cái câu ngữ pháp đấy. Thế thì ăn nhau là ở cả từ vựng nữa. Đấy, cho nên là đó là lý do tại sao các bạn mở cái phần đáp án ra. Đấy, đây là sách tự học được cho bạn. Thì cô giáo đã có gì? Có phần dịch bài cho các bạn rồi, đúng không ạ? Đấy nhá, đã dịch bài cho các bạn rồi. Và sau mỗi một câu đọc hiểu cô giáo dịch, đúng không ạ?
cô giáo dịch tất cả bốn đáp án ABCD này, đưa ra lý do tại sao lại chọn là nằm thông tin ở đâu này, đúng không? Rồi sau đấy này, cô giáo sẽ tổng kết lại là dịch toàn bộ bài cho các bạn, được chưa? Đó, thì đây là một cái sách mà các bạn có thể luyện đề mà tự học rất dễ dàng. Sau mỗi một đề thì chúng ta lại có một cái phần là phần đáp án, à phần gì? Từ vựng. Đấy, phần từ vựng. Ví dụ các bạn thấy là lúc nãy cô giáo vừa mới cùng các bạn làm một đề 8 cộng, đúng chưa ạ? Trong sách 35 đề. Và đây nhá, đúng không ạ? Và đây các bạn nhìn thấy cho cô giáo, đó chính là cái phần gì? Chính là cái phần tóm tắt từ vựng mà các bạn cần phải học. Đấy, đúng chưa? Ví dụ như từ pandemic này chẳng hạn là dịch bệnh, đúng không? Hay là ví dụ từ inspect là gì này? Compulsory này, development, contamination. Các bạn cứ hay hỏi là học từ vựng ở đâu? Thì học từ vựng ở đâu ạ? Học từ vựng ở hai nguồn chính, đó chính là trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa chúng ta có thể học từ vựng theo cái unit mà chúng ta học ở trên lớp. Thứ hai đó là trong quá trình luyện đề. Thì mỗi một đề chúng ta phải rút ra được những cái từ vựng, đúng không? Đó, từ vựng quan trọng. Rồi ở đằng sau thì các bạn thấy là phần này là phần bảng cấu trúc cụm từ. Ví dụ lúc nãy có những bạn sai ở cái câu phần từ vựng ấy, trong cái phần 15 công ngữ pháp từ vựng ấy, đó là bạn chọn được là at, đúng không? Thế nhưng mà giới từ phải điền này là on cơ, on the brink, on the edge of something, đúng không? Lúc nãy ở đây trong đề người ta nói là on the brink hay là edge of cái gì nhỉ? Extinction, đúng không? Có nghĩa là có nguy cơ trên đà tuyệt chủng. Đấy. Turn on, carry on là gì? Các cụm động từ. Đấy, cấu trúc mà cô giáo hướng dẫn các bạn ở trong gì? Phần viết lại câu cô giáo cũng ghi ở đây. Ví dụ suggest này, had advice này, ask somebody này. Tất nhiên trong quá trình các bạn luyện đề thì ví dụ cô giáo đang để trống ở dưới này, các bạn có thể ghi một số các cái cấu trúc mà trong quá trình các bạn làm bài thì các bạn cũng bị sai thì các bạn viết lại. Cô giáo lấy ví dụ như là cấu trúc với only after này, đúng không ạ? Hay là cấu trúc với là not until mà cô giáo vừa mới nhắc lại cho bạn này. Đấy, em ghi lại. Hoặc là ví dụ các bạn nhắc lại cấu trúc của gì thì quá khứ tiếp diễn này. Hoặc là nhắc lại sự kết hợp thì đối với dấu hiệu by the time này. Đấy, đúng không? Là những cái câu mà cô giáo vừa mới chữa. Hoặc là các bạn hãy tự viết lại đó là trong phần câu hỏi đuôi, đúng không? Mà phần trần thuật của chúng ta có chứa những trạng từ phủ định như là never chẳng hạn. Thì suy ra phần câu hỏi đuôi của chúng ta phải ở dạng khẳng định. Đấy, đây là tất cả những cái phần mà các bạn có thể tự ghi chép lại. Và đề nào cũng sẽ có những cái câu như thế này các bạn nhá. Đấy, còn những bạn nào mà chúng ta đã nằm trong lớp live stay của cô Ngọc thì các bạn hoàn toàn là đã có toàn bộ, cô giáo sẽ giải toàn bộ tất cả cái đề này, bao gồm tất cả phần đọc điền đọc hiểu nữa. Còn với những bạn mà chúng ta không học trong khóa học ấy mà chúng ta gì muốn luyện đề thì các bạn hãy tham khảo cái cuốn này của cô Ngọc nhé. Và ngày hôm nay trong ngày ra mắt thì chúng ta sẽ có ưu đãi là từ 25-50% cái giá bìa của cái cuốn sách này. Đấy, và tổng cộng cuốn sách này, sách giấy ấy, thì chúng ta có tổng cộng là 330 trang. Còn tổng cộng cả quyển sách thì nó lên đến gần 700 trang cơ. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái mã QR để chúng ta quét ra toàn bộ phần đáp án này, phần dịch bài này, đúng không? Và các bạn hoàn toàn có thể trong thời gian này đến tận Tết chúng ta vẫn luyện quyển này cho đến khi mà chúng ta sẽ có đề minh họa của bộ, thì chúng ta sẽ có một cái quyển bộ đề tập 2, đó chính là theo định hướng của đề minh họa. Đấy, còn với những bạn mà chúng ta học trong khóa học của cô Ngọc nhá, thì các bạn sẽ có toàn bộ đề này được giải chi tiết, live chữa chi tiết. Và chúng ta cập nhật cả những đề của các sở, các trường chuyên lớp chọn trên cả nước theo thời gian thực của năm 2021-2022, được chưa? Đấy, nên là trong lớp Lite T thì nó không phải là 35 đề đâu, nó lên đến tầm khoảng 70 đề, 6-70 đề. Đấy, bởi vì là hết đến tuần sau cô Ngọc sẽ khai giảng thì nó sẽ là một tuần chúng ta có tận những là 2-3 buổi, đúng không ạ? Bao gồm có 2 buổi luyện đề này và chúng ta có một buổi là chuyên học từ vựng đọc hiểu. Đấy, thì mình sẽ lên đến 3 buổi một tuần và có hẳn 2 buổi để cho luyện đề. Có thể là cái cuốn bộ 35 đề này này các bạn muốn mua ấy thì với lớp live VIP thì chúng ta sẽ có cái giá ưu đãi khác, còn ưu đãi hơn. Nhưng mà theo cô, nếu các bạn đã mua cuốn hộp đề của chúng ta, hộp đề mà đã có 5 quyển ấy, thì không phải mua cái quyển bộ 35 đề này nữa, được chưa? Cái này chỉ dành cho những bạn ở bên ngoài lớp của mình thôi. Họ tự học thì họ sẽ có cái phần đáp án chi tiết, đúng không? Và cái phần bảng từ vựng nhá. Rồi, thế thì những bạn nào mà chúng ta tham khảo cuốn bộ 35 đề này của cô này thì các bạn sẽ nhìn vào cái đường link mà cô giáo đã ghi ở trên phần livestream ấy. Đấy, rồi các bạn sẽ xem nhá, được chưa? Rồi, cô giáo xin chào các bạn và hy vọng là cuốn sách này sẽ nằm trên bàn học của chúng ta và luyện mỗi một ngày một tuần khoảng luyện khoảng 3 đề, đúng không? Và nhớ từ toàn bộ tất cả các từ vựng với lại ngữ pháp ở trong quyển sách này thì quá là bá đạo rồi, được chưa? Rồi, bye bye and see you next time.